Tổ chức cứu người vượt biển People Boat SOS hôm 27 tháng 3 đã trao cho đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Sam Braubach của Bộ Ngoại giao Mỹ một tài liệu cáo buộc các hội cờ đỏ là mối đe dọa cho các cộng đồng công giáo ở Việt Nam. Tài liệu dài 18 trang trình bày quá trình hình thành các nhóm cờ đỏ từ Nghệ An lan dần ra Hà Nội và tỉnh Đồng Nai ở miền Nam. BPSOS nhận định, các hội cờ đỏ là một hiện tượng mới tại Việt Nam. Nhân tố không thuộc chính quyền đang vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, đặc biệt nhắm vào các cộng đồng công giáo nào đặt các vấn đề về cách chính quyền giải quyết thảm họa do nhà máy gang thép Formosa gây ra. Theo BPSOS, vào hôm 19 tháng 10 năm ngoái, Hội Cờ Đỏ đã tụ tập để ra mắt Liên minh Hội Cờ Đỏ ngay cạnh nhà thờ Văn Thai, một giáo họ thuộc Công giáo ở Nghệ An. Đây cũng chính là giáo họ bị các thành viên Hội Cờ Đỏ khủng bố về tinh thần trong năm vừa qua. BPSOS tố cáo công an Việt Nam thường dùng các thành phần xã hội đen hay thành viên của các đoàn thể ngoại vi của Đảng Cộng sản để đàn áp tôn giáo. Chính quyền Việt Nam thường nói đây là quần chúng tự phát. Ba mục tiêu chính của các hội cờ đỏ được BPSOS nêu ra trong tài liệu bao gồm: ngăn chặn nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra, nộp đơn kiện hay biểu tình phản đối, gây chia rẽ giữa người công giáo và người không theo công giáo ham dọa các giáo dân tấn công những người có uy tín trong cộng đồng công giáo nói xấu họ và xâm phạm chỗ ở nơi thờ phượng của họ